chào tất cả các bạn. Mình đang ở Phú Vàng nha anh chị em. Ta có thể đi ở đây, ta nhìn đấy. Và mình ở tầm con đường này chỉ có một cây số thôi anh chị. Một cây số nhưng mà nó chứa là 10 tấn vàng nha anh chị. Ở Dubai họ bán vàng bằng cân anh chị ạ. Họ bán vàng bằng cân, bằng lạng, bằng gram. Chỉ có một cây số thôi nhưng mà số tổng lượng vàng ở đây là lên đến 10 tấn vàng nha anh chị. Luôn. Nam thích bộ nào? Wow, look. Vòng vàng luôn, mua bộ mặc thử nha. Wow, ha, bác này bác mua vàng. Vàng. Tất cả những cái bác này đều bằng vàng luôn. Thank you. Nhanh đi. Đi nhanh. Wow. Rất tuyệt vời phải không ạ? Trời ơi, chưa bao giờ thử nhìn thấy mà nhiều vàng như này anh chị. Đất nước Dubai là một đất nước mà cái gì cũng nhất luôn anh chị. Cái gì cũng đứng thứ nhất luôn. Và bác Mohammed bác còn nói cho dù bạn leo lên đỉnh lên núi Forest đúng không ạ, bạn về thứ hai thì cũng không ai bao giờ để ý đến bạn. Chỉ có bạn về thứ nhất thôi, bạn đứng thứ nhất thì người ta mới chú ý đến bạn nha anh chị. Đấy. Còn nếu mà chúng ta chỉ đứng thứ hai, chúng ta không bao giờ, không có ai chú ý đến bạn đâu. Cho nên là lúc nào chúng ta cũng ra mục tiêu rằng chúng ta phải là người giỏi nhất, người giàu nhất, người thành công nhất. Và mình đạt được cái kết quả lúc nào cao nhất, lúc nào luôn luôn định vị mình là nhất nha.